Dạ thưa cô chú, anh chị, các bạn, như video trước Đạt chia sẻ thì hôm nay Đạt sẽ làm cái món cơm chiên cá mặn nhé. Thì để làm cơm chiên cá mặn thì cô chú, anh chị, các bạn chuẩn bị cho Đạt đây một chén cơm thế này ha. Thì mình phải có cá mặn, thì ở đây thì hôm nay Đạt sử dụng đây là cá đồng nhé, cá đồng khô, cá đồng. Đấy, nếu cô chú mà mua được cái loại cá như là cá khô, cá sặc thì nó sẽ thịt nó sẽ dai hơn. Mình có cá gì mình làm cá đấy cũng được, không sao hết. Và một số gia vị khác này, như một thìa nước mắm, tiêu, hạt nêm, một quả hột vịt, hành tỏi băm và gừng. Đây là một ít hành lá nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi chiên cái cá này nhé. Rồi chảo nóng rồi, bây giờ cô chú anh chị cho vào đây cho Đạt một thìa canh dầu ăn nhé. Cá này thì các chú anh chị mua về mình có thể là ngâm qua nước muối một xíu để cho nó giảm bớt mặn đi, sau đó mình rửa sạch, mình làm cho nó khô đi để mình chiên. Cái dầu nóng rồi đấy, mình cho cá vào mình chiên nhé. Cá cô chú anh chị các bạn chiên đừng có chiên lửa lớn quá nhé, lửa lớn quá thì có thể là nó chưa chín, ngoài nó bị cháy, bên trong nó còn chưa có được chín. Nên là mình chiên cho nó vàng đều hai mặt là được. Để cá mình chiên vậy là được rồi cô chú anh chị các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho nó nguội để mình khẽ cái thịt ra để lấy bỏ cái xương đi nhé. Đấy, cái bây giờ nó đã nguội thì cô chú anh chị các bạn nhé, mình bây giờ mình sẽ rửa bỏ cái xương ra nhé. Thịt cá rất là dai luôn nhé. Cô chú anh chị các bạn cố gắng lấy hết cái xương ra nhé, bởi vì nếu mình mà để xương lại nhiều khi trẻ em nó ăn nó bị hóc xương ấy. Người lớn thì có thể là không sao, chứ còn mình làm mà trẻ em nó ăn nó dính xương một cái là không biết làm sao luôn. Cá mình xé nhỏ vậy là được rồi cô chú anh chị các bạn nhé. Giờ mình sẽ đi xào cái cá này nhé, mình xào cái cá này cho nó vàng thơm lên nhé. Mình cho vào đây một xíu dầu ăn nhé. Rồi dầu nóng thì là sẽ cho cái gừng băm, rồi một ít tỏi băm này, và một ít đậu hành. Mình xào cho nó thơm lên. Để cho cá nó giảm bớt cái mùi tanh thì mình phải cho gừng vô thì nó sẽ giảm được cái mùi tanh của cá đi, và nó thơm hơn nữa. Rồi bây giờ mình cho cá vô mình xào nhé. Xào cho cái cá này khi nào nó khô lên, nó hơi bông bông lên là được, bởi vì cái cá này nó mặn rồi ấy, mình cũng không cần phải nếm nếm gì đâu. Sau khi video này Đạt sẽ làm một món cơm chiên kiểu Mỹ, cơm chiên gà kiểu Mỹ. Cô chú anh chị các bạn đăng ký kênh để đón xem video của Đạt nhé. Đây là một món ăn của nhà hàng,
Đạt cũng học được, muốn chia sẻ lên để cho quý anh chị các bạn tham khảo, có thể áp dụng cho gia đình mình trong những cái bữa tiệc nhỏ nhỏ cũng rất là hay. Đấy, quý anh chị các bạn thấy cá bây giờ nó đã hơi tơi xốp lên rồi không? Nó vàng, nó tơi xốp lên rồi, trông rất là ngon, rất là thơm luôn. Thì ông với cô chú các bạn đã biết cái món cơm trên cá mặn này nó xuất phát từ đâu chưa thì đã không biết, nhưng mà theo như Đạt được biết sơ sơ ấy, thì cái món cơm trên cá mặn này á, là được xuất phát từ thành phố biển Vũng Tàu đấy, là một cái món ăn của người dân vùng biển. Và khi người ta chiên cơm thì người ta có cái cá mặn vô ăn rất là dễ ăn và rất là thích, cho nên sau này các nhà hàng khách sạn đưa vào để làm cái món chính là một món ăn phổ biến trong nhà hàng khách sạn. Và bây giờ thì nó biến tấu rất là nhiều, có người làm theo cách này, người làm cách kia. Cái cá mình xào thế này là cũng được rồi cô chú anh chị các bạn nhé, nó cũng rất là vàng rồi và nó tơi bông xốp lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Rồi bây giờ Đạt sẽ đi chiên cơm cho cô chú anh chị các bạn nhé. Mình cho vào đây một thìa dầu ăn nhé. Đây, dầu nóng mình cho cái mắm này. Cái tỏi nó đã vàng rồi nhé, mình sẽ đập vào đây một quả hột vịt. Bây giờ mình cho cơm vào. Cơm thì có hai cách để chiên. Cô chú chị nếu mà muốn làm theo kiểu như người ta làm ở nhà hàng ấy, thì người ta làm một ít cơm cơm giòn ấy, thì mình lấy cơm mình tẩm qua bột mì đó, rồi mình ảo qua dầu, mình chiên qua dầu để cho nó giòn cái cơm đó. Sau đó người ta cho vào chung với lại cơm chiên bình thường này để cho khách hàng ăn người ta cảm thấy có cái giòn giòn. Thì làm như vậy thì nó cũng được, nhưng thật ra làm ở gia đình nó cũng rất là mất thời gian, nên Đạt không có làm theo cách đó. Đạt để chiên cơm bình thường này và chiên cho nó hơi giòn luôn, bởi vì khi gạo của Đạt là gạo nở nên là không có, nó không có dính bếp lại nhau, nên không có sợ nó không có giòn được. Bây giờ Đạt sẽ nêm vào đây một xíu hạt nêm nhé, bởi vì cái cá nó mặn rồi cho nên mình không đừng nêm nhiều quá, nêm nhiều quá khi nó mặn mình không có ăn được. Cái cơm mình chiên như vậy là cũng được rồi cô chú anh chị các bạn nhé. Mình thấy cơm nó rời ra, hạt nó teo lại ha, thì ở đằng ngoài nó hơi giòn mà đằng trong thì nó với đủ độ dẻo dẻo thôi, nên cơm nó nhảy cách vậy thôi, này là nó cũng rất là dẻo và giòn đấy. Bây giờ mình phải cho cái cá mặn vô nhé. Để nêm vào đây một xíu nước mắm nhé, cô chú anh chị là nêm nước mắm ngon nhé. Mình cho một xíu nước mắm để mình cho cái hương vị lên, mà mình đừng có đổ trực tiếp vào cơm, mình sẽ đổ xung quanh cái viên chảo này. Đấy, để nước mắm tự chảy xuống cho nó cháy cái nước mắm đi, nó bốc mùi cho nó thơm. Còn mình đổ trực tiếp vào cơm thì nước mắm nó không có dính xuống cái đáy chảo được, cho nên nó không có cháy cái nước mắm được. Đấy, nước mắm bốc mùi rất là thơm luôn nhé. Thì
mình cho hành lá vô nha cô chú anh chị các bạn, mình cho hành lá vô cho nó thơm và cho nó đẹp. Rồi mình sẽ rắc vào đây một xíu tiêu nhé. Đấy. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái thấu. Nhà cô chú anh chị mình có một cái thấu đất đấy, mình sẽ chuẩn bị một cái thấu để mình cho cơm vào đấy. Rồi mình đốt nó lên cho nó nóng để mình giữ nóng cơm, nó nóng thì mình khi mình ăn cái món cơm cá mặn này nó mới ngon được. Rồi như vậy là mình tắt bếp nhé, tắt bếp mình cho cơm ra thấu. Dạ đây là cái món cơm chiên cá mặn của Đạt đã hoàn thành cô chú anh chị các bạn nhé. Trong màu sắc của nó cũng rất là đẹp đúng không nào. Đấy, cơm nó cũng rất là giòn và ngon luôn. Đấy, cá thì cũng rất là giòn luôn nhé. Đấy, cái món này mình sẽ ăn với nước tương, tỏi ớt, với lại là một ít dưa leo, rồi một ít rau xà lách mình trộn dầu giấm á, mình ăn kèm vô thì nó rất là ngon cô chú anh chị các bạn ạ. Với một cái bữa cơm gia đình sum họp ngày cuối tuần, mình làm cái món cơm chiên cá mặn này nó vừa lạ, nó lại ngon miệng, nó đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình mình ăn, để nên một chút yêu thương, một chút lãng mạn và một chút hài hước vào trong bữa ăn gia đình thì gia đình mình càng thêm hạnh phúc hơn nhé. Đạt cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn đã đón xem video của Đạt nhé. Chúc mọi người sức khỏe, thành công trong cuộc sống nhé. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ Đạt nữa nhé.